Sự thay đổi về mặt sinh lý cũng như tâm lý sau khi sinh khiến phụ nữ gặp nhiều vấn đề, thậm chí là hậu quả nghiêm trọng. Tôi cần một người chồng lo cho tôi, lo cho con, chứ tôi không phải cần một cái người đi suốt ngày ngoài đường, không có biết gia đình là cái gì. Tôi không sống với một người như vậy được nữa. Thế nhưng người bệnh lẫn người nhà ít có ai nhận thức đầy đủ về căn bệnh trầm cảm sau sinh. Làm thế nào để nhận biết và giúp cho người phụ nữ vượt qua giai đoạn nhạy cảm này? Thì hồi đó giờ em nghe trầm cảm, em đâu có ngờ là phải đối diện với chuyện này đâu. Xin mời quý vị lắng nghe những chia sẻ từ kinh nghiệm thực tế của hai vị khách mời, diễn viên Lê Bê La và Trịnh Tú Trung, cùng những lời khuyên hữu ích từ chuyên gia tâm lý Linh Trang. Bạn mang thai bạn cực, tới lúc sinh ra chăm con rất mệt mà không ai phụ hết. Mình không làm chủ được bản thân mình rất là bực mình và mình khó chịu, mình nổi điên và mình dễ cáu gắt. Đập vô mắt mọi người là mọi cái biểu hiện là có hết trơn á. Nhưng mà mình lại chỉ không chịu thừa nhận là mình trầm cảm. Hãy đón xem Phụ nữ ngày nay được phát sóng vào lúc 17 giờ Chủ nhật ngày 19 tháng 5 năm 2019 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.